Vậy bài toán đặt ra là với số tiền khoảng 4-500 triệu thì anh em mua mẫu xe này có xứng đáng hay không? Theo tôi đây là quan điểm cá nhân của từng người thôi. Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với review xe. Hôm nay vẫn là tiết mục tầm 500 triệu thì bạn mua xe gì? Xin giới thiệu với anh em, bên cạnh tôi là một huyền thoại, chiếc Hyundai Sotana đời 2010 hiện đang được Phú Tài Auto chào bán với mức giá chỉ khoảng 480 triệu đồng chưa mặc cả. Để nói về mẫu xe này, tôi vừa dùng cụm từ huyền thoại bởi các bạn có thể thấy được cái kiểu dáng thiết kế này. Sau khoảng 10 năm rồi thì không ai có thể nhận ra được rằng đây là một mẫu xe, nó cũ nhưng hình dáng của nó vẫn rất hiện đại. Và có một chi tiết tôi thích nhất trên mẫu xe này, không liên quan tới phần đầu xe mà đó chính là cái chi tiết gương xe nó gập chéo lên. Bản thân cá nhân tôi thì thấy được rằng cái chi tiết này sau bao nhiêu năm rồi nó vẫn rất là hiện đại. Và kể cả chiếc Hyundai Sotana này, bạn cũng có thể thấy được những hình bóng của các mẫu xe Audi trên mẫu xe của Hyundai. Còn để nói về mẫu xe 10 năm tuổi và lăn bánh 8 vạn km này, thì với bản thân cá nhân tôi, dù đã có thay đổi một vài chi tiết độ đẽo nhìn nó đẹp mắt hơn, nhưng về tổng thể, mẫu xe này vẫn rất thời trang, vẫn rất thời thượng. Các bạn có thể thấy được rằng năm 2010, cái ngôn ngữ điêu khắc dòng chảy của Hyundai, họ không chỉ ở bên trong nội thất, thay vào đấy cái lưới tản nhiệt này là cũng theo kiểu hình thác nước chảy từ trên cao chảy xuống. Rồi một mẫu xe nó đặt nặng cái tính thể thao và thời trang, cảm giác như gầm nó cũng thấp. Cái phần cản trước như thế này, anh em đi lại trong phố thì cũng nên chú trọng một đôi chút. Còn ngoài ra thì ở đây chủ xe cũng đã rất tinh tế khi thay thế phần đèn bi led ở đây có màu đỏ, chi tiết rất phù hợp với những người trẻ. Và kể cả cái phần xi nhan ở đây, tôi đoán là thay thêm nó cũng chạy rất giống các mẫu xe Audi. Thời điểm năm 2010 thì khối động cơ 2.0, NU 2.0 của chiếc Hyundai Sonata này nó cũng thuộc dạng xịn sò. Nhưng kể ra bây giờ, anh em có thể thấy rằng Mazda 6 sẽ có 2.5, Camry cũng có 2.5. Tuy vậy thì cái khối động cơ 2.0, NU 2.0 này nó không cho ra công suất như kiểu là 153 mã lực của chiếc Hyundai Elantra. Thay vào đấy, cái mã lực nó giảm hơn đôi chút, nó chỉ có khoảng tầm 13x mã lực mà thôi. Chuyển sang phần thân xe, đây cũng là một chi tiết nữa mà tôi rất thích thú trên mẫu xe này. Đó chính là cái phần la răng. La răng 18 inch làm cho chiếc xe trở nên mạnh mẽ, trở nên nam tính. Và cái độ hoành tráng của xe nó được đảm bảo. Bạn nhìn vào phần la răng thôi, bạn cũng biết rằng đây là một mẫu xe hạng D, một mẫu xe đắt tiền rồi. Lăn bánh 8 vạn km, vậy nên những anh em nào mà đòi hỏi lốp zin thì đương nhiên rồi, làm gì còn. Thay vào đấy chúng ta sẽ được chủ xe cũ trang bị một bộ lốp Michelin khá là xịn sò. Và size lốp là 245 45R18. Bản thân cá nhân tôi thì lốp này nó hơi mỏng một tí, nhưng đó, đánh đổi lại là chúng ta sẽ có một phần ngoại hình tương đối là đẹp mắt. Để nói về tổng thể thân xe thì anh em có thể nhìn thấy không? Đường dập nổi, đường nào nó ra đường đấy. Rất nhiều những cái chi tiết. Đây, chính xác là cái đường này. Đó, anh em thấy này, nó vuốt dài từ phía phần đầu xe xuống xuyên suốt thân xe, xuống vị trí cốp. Và nó cho chúng ta thấy một cái ngoại hình tương đối là rắn chắc nhưng cũng không kém phần thời trang. Chuyển qua đuôi xe thì đây, cụm đèn hậu này. Với bản thân cá nhân tôi thì để so sánh với các cụm đèn hậu ngày nay, kể các mẫu xe hạng B thôi, như thế này nó hơi đuối về mặt ngoại hình. Nhưng thời điểm 10 năm trước, anh em cứ quay lại trong cái tham chiếu của 10 năm trước, thì với bản thân cá nhân tôi, như thế này nó cũng đáp ứng đầy đủ những yếu tố thẩm mỹ rồi. Tuy nhiên thì tôi không hiểu sao mình không thích cái kiểu đèn hậu mà nó ăn cả vào cốp như thế này. Các bạn thấy không, có một vấn đề gì thay thế nó cũng tương đối là lằng nhằng. Còn phía dưới ở đây sẽ là 4 cảm biến và đuôi xe. Đuôi xe tôi nhìn cảm giác như nó hơi bầu một tí, không được thanh thoát. Và một anh bạn của tôi thì vừa nói rằng cái chi tiết này, nếu mà bạn có muốn thay thế độ cái phần lipo vào phía dưới này cũng rất là khó, bởi chúng ta phải chắc là phải tháo cả cụm hoặc là phải cắt ở đây, tương đối là lằng nhằng. Nhà sản xuất thì cũng trang bị thêm cam lùi
cam lùi khả năng cao là zin theo xe. Đó, và để nói về cốp xe trên chiếc Hyundai Sonata này thì các bạn yên tâm, cốp xe rất là rộng rãi, ngang ngửa Toyota Camry hay một số mẫu xe khác trong một cúp sedan hạng D. Và với bản thân cá nhân tôi thì với số tiền khoảng 450 triệu cho chiếc Hyundai Sonata đời 2010 này, nó cũng là một sự lựa chọn hợp lý, bởi phân khúc mà bạn sở hữu sẽ là phân khúc sedan hạng D. Ngoài ra thì chiếc xe vẫn có những phần ngoại hình hết sức thời trang, rất thanh niên và rất hiện đại. Tôi phải dùng từ rất hiện đại chứ không phải mình diễn đạt theo kiểu ngụy biện là nó vẫn còn đẹp mắt. Ok, mời cô anh em cùng tham khảo phần nội thất trên chiếc xe này có gì. Bước vào bên trong không gian nội thất, có thể thấy đây chính là khởi đầu của phong cách thiết kế điêu khắc dòng chảy vốn tồn tại đến tận ngày nay của Hyundai. Mọi chi tiết được thiết kế gọn gàng với điểm nhấn là cụm nút điều chỉnh điều hòa trung tâm cách điệu, cũng giống như Nissan Tina hay Mercedes-Benz C-Class ở thời điểm 10 năm trước. Nhà sản xuất cũng mang đến phần phanh tay đã được rời xuống phía dưới để không gian trở nên thoáng đãng hơn. Sonata 2011 mang nhiều vẻ sang trọng của phân khúc hạng D với các trang bị như đề nổ bằng nút bấm, xây ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, cảm biến sau. Ngoài ra, cụm màn hình giải trí đã được chủ xe độ lại. Một thông tin khác khá bất ngờ đến từ reviewer Hoàng Vũ, không gian hàng ghế thứ hai tuy có rộng và thoáng nhưng ghế xe lại có độ ngả không tốt. Đây sẽ là điểm trừ của Hyundai Sonata nếu so với Toyota Camry hay Nissan Tina thời điểm năm 2010. Tôi đang cầm lái chiếc Hyundai Sonata đời 2010 và cầm lái mẫu xe này thì đầu tiên tôi muốn nói về cảm giác lái. Trời ơi, vô lăng này nó quá nặng. Nếu bạn là người đã quen với cái kiểu vô lăng trợ lực điện thì hãy nhớ về 10 năm trước trợ lực dầu trên những cái mẫu xe kiểu như thế này, nó khiến cho chúng ta rất vất vả. Và nếu bây giờ bạn là người mua xe lần đầu và tập làm quen với chiếc Hyundai Sonata này thì đầu tiên bạn sẽ phải làm quen với một mẫu vô lăng khá là nặng, khá khiến cho chúng ta di chuyển trong phố cảm thấy mệt mỏi. Vận hành mẫu xe trong quãng đường khoảng 80 km thì tôi nhận thấy một vấn đề khá lớn của chiếc Hyundai Sonata, đó chính là tiếng ồn. Tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào khá lớn và điều này thì cũng có thể lý giải từ một phần bộ la răng có kích thước tương đối lớn. Ngoài ra thì các bạn có thể để ý với những cái pha tăng tốc đó, kiểu như cái cách mà tôi đang thực hiện thì lập tức tiếng máy nó cũng gào lên quá nhiều và hiệu quả tăng tốc thì cũng không thực sự cao. Đây là chi tiết mà bạn đương nhiên rồi phải chấp nhận với một mẫu xe lăn bánh khoảng 10 năm tuổi và 8 vạn km theo những gì mà máy báo ở đồng hồ công tơ mét ở đây. Tôi đã từng lái chiếc cái Nissan Tiana cũng đời này rồi, chiếc Toyota Camry 2.5 nhập Mỹ, thì bản thân cá nhân tôi thấy rằng khối động cơ trên chiếc Hyundai Sonata này dù là 2.0, tuy nhiên cái hiệu quả tăng tốc nó không thực sự cao và công suất đầu ra không lớn. Nếu như chiếc Toyota Camry 2.5 nhập Mỹ thì có công suất đầu ra cỡ khoảng hơn 160 mã lực, còn chiếc Nissan Tiana là 124 mã lực nếu tôi nhớ không nhầm. Thì mẫu xe này 103x mã lực, tuy vậy thì cái khối động cơ NU 2.0 nó từng xuất hiện trên chiếc Kia Sedato 2.0 thế hệ mới này và Hyundai Elantra. Tuy nhiên cái công suất đầu ra của chiếc Hyundai Sonata này không cao và có lẽ vì vậy mà nhà sản xuất đã trang bị thêm cái phần lẫy chuyển số ở đây. Thêm nữa thì với bản thân cá nhân tôi, việc không có chế độ Sport trên mẫu xe này cũng là một điểm trừ khá lớn. Năm 2010 thì trên thị trường xe có chiếc Nissan Tiana nhập khẩu từ Nhật Bản hoặc là phiên bản nhập Đài. Camry cũng có phiên bản nhập Mỹ và chiếc Hyundai Sonata này cũng là một lựa chọn để những ai phải bỏ ra số tiền khoảng trên 1 tỷ phải phân vân. Và với bản thân cá nhân tôi, khi đã trải nghiệm những mẫu xe thời 2010, tại thời điểm năm 2021 này tôi nhận thấy được rằng phần máy của chiếc Hyundai Sonata tôi đang trải nghiệm nó có phần hơi yếu đuối so với hai mẫu xe kể trên. Và cảm giác như cái thời điểm đấy người ta nói nhiều về xe Hàn Quốc là lỏng lẻo và nhanh tã, thì trên mẫu xe này cảm thấy như nó cũng không có một cái sự chắc chắn, một cái sự tròn máy khi chúng ta tăng tốc. Rồi với những cái trải nghiệm của bản thân cá nhân tôi, nếu để chọn ra một vài ưu điểm thì đương nhiên rồi, đó là chính là phần ngoại hình hết sức đẹp mắt, hết sức hợp thời, kể cả thời điểm những năm 2021 này. Tuy nhiên cũng có một ưu điểm rất lớn nữa liên quan tới khả năng vận hành, đó chính là hệ thống treo, hay nói chính xác hơn là khả năng giảm sóc cũng như là dập tắt dao động của mẫu xe này. Đây anh em hãy thấy một pha tôi tăng tốc và đó,
va và chiếc xe này nó tiếp xúc cái mặt đường, cái dao động nó được xử lý hết sức gọn gàng. Bạn sẽ không có một cái cảm giác hơi cứng chắc, hơi mệt mỏi của Camry. Thay vào đấy, tôi thấy rằng những cái dao động như thế này, những cái pha xử lý của chiếc xe này nó thực sự là mềm mại nhẹ nhàng. Chi tiết này thì cũng rất phù hợp với những ai mua xe để phục vụ gia đình. Một mẫu xe mà có mức giá chỉ khoảng 4-500 triệu bây giờ thôi. Nói về các vấn đề chăm sóc, sửa chữa, bảo dưỡng thì bản thân cá nhân tôi cho rằng kể cả có nhập khẩu Hàn Quốc đi chăng nữa thì mẫu xe này bây giờ cũng rất là sẵn đồ. Các bạn có thể để ý thấy được rằng anh chủ xe đã độ thêm phần đèn nhìn như zin. Rồi kể cả những cái chi tiết bên trong xe, táp ly, cửa, bạn có thể dễ dàng mua được phần ốp giả gỗ. Vậy bài toán đặt ra là với số tiền khoảng 4-500 triệu thì anh em mua mẫu xe này có xứng đáng hay không? Theo tôi đây là quan điểm cá nhân của từng người thôi. Bởi bạn đã có một chút kinh nghiệm sử dụng xe, bạn muốn một mẫu xe rộng rãi nhưng số tiền bỏ ra không quá lớn thì việc bạn chấp nhận mua một mẫu xe cũ cũng là sự lựa chọn không tồi. Còn nếu như anh em là người mua xe lần đầu, mọi kinh nghiệm sử dụng, bảo dưỡng xe chưa có và muốn trong khoảng tầm 5-7 năm tới chỉ có đổ xăng thay dầu, không làm gì nhiều, thì theo tôi những mẫu xe hạng A ra biển khoảng 4-500 triệu như là Fadin, i10, Kia Morning vẫn là sự lựa chọn hợp lý. Và chọn lựa mẫu xe nào là lựa chọn của anh em. Còn review xe chỉ cung cấp cho các bạn những thông tin về chiếc xe mà tôi đang trải nghiệm mà thôi. Một lần nữa thì cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ chúng tôi. Đừng quên like, subscribe cũng như là rung chuông để review xe ra đời những video mới thú vị hơn nữa. Bye bye.